Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. D3 là một hãng xe quen thuộc sản xuất những mẫu xe dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Mặc dù thị trường Việt Nam hiện nay có khá nhiều những mẫu xe 50cc với nhiều kiểu dáng và cùng thiết kế khác nhau, nhưng những mẫu xe của D3 luôn đem đến một sự tiện dụng, tiện lợi dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Trong đó hai mẫu xe mà mình giới thiệu các bạn ngày nay ở đây là D3 RS và D3 Sơ. Cả hai mẫu xe này hiện đang được phân phối với mức giá là 15,79 triệu đồng và 15,89 triệu đồng. Bộ đôi xe của D3 nổi bật với ngôn ngữ thiết kế nhỏ gọn với khung sườn nhỏ giúp chúng ta có thể dễ dàng đi qua các ngõ ngách nhỏ hẹp một cách rất là đơn giản, với một tôn chỉ đó chính là gọn tay lái, chọn hành trình. Nhìn vào phong cách thiết kế của cả hai xe thì chúng ta nhìn đây có thể nhận ra luôn đây là xe dành cho giới trẻ, dành cho những bạn học sinh, sinh viên. Cả hai mẫu xe của D3 thì đều có kích thước tương đồng nhau, nó chỉ có một sự chênh lệch một chút thôi. Xe máy 50cc D3 RS sở hữu kích thước với chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 1920mm, 690mm, 1070mm. Thiết kế của xe khá giống với những mẫu xe Way 110cc trên thị trường. Trong khi đó phiên bản sơ sở hữu kích thước nhỏ gọn hơn với kích thước 1910mm, 660mm và 1030mm. Điểm cộng đầu tiên mà mình muốn chia sẻ các bạn về hai mẫu xe của D3 đó là về chất liệu nhựa. Cả hai mẫu xe này đều được dùng chất liệu nhựa ABS PP cao cấp. Và kèm theo đó một điểm nhấn nữa nhá, đó chính là về nước sơn ở đây và phần tem ở đây. Phần tem này bám chặt vào phần nhựa và đặc biệt là nó không dễ bị bong chóc giống như các mẫu xe khác trên thị trường. Đây là điểm cộng dành cho mẫu xe của D3. Mặc dù là mẫu xe 50cc nhưng cả hai xe đều được trang bị hệ thống giảm xóc tân tiến với bộ phục trước ống lồng giảm chấn thị lực và phục sau là lò xo trục đơn giảm chấn thị lực, đem lại cảm giác êm ái ngay cả khi di chuyển ở những đoạn đường gồ ghề, nhổ gà. Cả hai mẫu xe của D3 đều sử dụng loại động cơ 4 kỳ, 1 xi lanh với dung tích là 50 phân khối. Và theo như mình trải nghiệm một tuần vừa qua thì mức tiêu hao nhiên liệu nó thường rơi vào khoảng 1,5 đến 1,6 lít trên 100 cây. Và với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ vào khoảng dưới 2 lít trên 100 cây thì thực sự là rất tối ưu dành cho các bạn học sinh, sinh viên, đặc biệt là khi giá xăng đang tăng lên như hiện nay. Cả hai mẫu xe của D3 đều sử dụng loại đèn pha trước là đèn bóng halogen. Về độ sáng thì cả hai mẫu đèn này thì đều chưa được sự đem lại sự tối ưu dành cho các bạn khi đi vào trời tối. Nhưng bù lại thì với mức giá cực kỳ rẻ khi thay thế và việc thay thế cũng rất là đơn giản thì lựa chọn đèn halogen vẫn là một trong những lựa chọn tối ưu nhất dành cho các bạn học sinh, sinh viên hiện nay. Sang đến phần đuôi xe thì mình muốn chia sẻ các bạn về cụm đèn hậu của xe. Cụm đèn hậu của xe được kết nối với bộ đèn xi nhan, đem đến một không gian nhìn rất là bắt mắt và hiện đại. Phần yên xe của cả hai mẫu xe đi bao được bọc đệm êm ái, kèm theo đó là các đường chỉ tinh tế đem đến sự toàn vẹn dành cho mẫu xe này. Phần cốp xe của cả hai mẫu xe này mặc dù có một dung tích chứa khá nhỏ, nhưng mình nghĩ là với thời tiết mưa Hà Nội thay đổi liên tục hiện nay thì việc là phần cốp này sẽ giúp chúng ta có thể bỏ áo mưa hoặc là áo chống nắng hay một chiếc áo khoác nhỏ để ở đây thực sự là tối ưu. Mặc dù cả hai mẫu xe D3 đều hướng đến người trẻ nhưng mà vẫn sẽ có những điểm khác biệt riêng của cả hai mẫu xe này, như là cụm ổ khóa hay là bộ vành trên cả hai xe. Cả hai mẫu xe này đều hướng đến những bạn sinh viên có chiều cao 1m6 trở lên đều ngồi một cách phù hợp và dễ dàng, nó không quá chơi với chúng ta. Đặc biệt là các bạn nếu chiều cao khoảng tầm 1m61, 1m62 thì ngồi cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ đẹp luôn. Bộ vành trên cả hai xe cũng là điểm nhấn mà mình muốn chia sẻ các bạn. Đối với D3 Sơ, các bạn sẽ có một bộ vành đúc ở đây, kèm theo đó là đường chỉ đỏ ở quanh vành, kết hợp với sơn đen nhám, đem đến một kiểu dáng thể thao dành cho xe hơn. Nhưng nếu như các bạn không thích sự thể thao hiện đại và khỏe khoắn của D3 Sơ, các bạn có thể sử dụng xe D3 RS. D3 RS thay vì sử dụng một bộ vành đúc thì chúng ta sẽ có vành nan hoa ở đây, trẻ trung hơn và kèm theo đó là cũng phù hợp với các bạn nào mà không thích sự khỏe khoắn hay thể thao quá. Bản đồng hồ của hai xe cũng có sự khác biệt khi D3 RS có thiết kế dễ nhìn và bắt mắt, trong khi đó trên D3 Sơ là có thiết kế chưa thực sự hiện đại và thiếu sự thu hút dành cho giới trẻ. Độ hoàn thiện của các chi tiết trên cả hai xe đều gây ấn tượng tốt. Các mép nhựa kín khít, nước sơn mịn, các nút điều khiển như công tắc đèn pha, xi nhan, còi có cảm giác bấm và gạt nhẹ nhàng. Về trải nghiệm thực tế thì mình đã có cơ hội trải nghiệm cả hai mẫu xe này trong một tuần thay cho chiếc xe tay ga quen thuộc của mình. Và mình nhận ra là có quá nhiều điểm ấn tượng mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Cả hai mẫu xe của D3 mặc dù chỉ sở hữu một động cơ là 50 phân khối, nhưng mà thực sự là đối mình nó đáp ứng được đa số các nhu cầu của mình khi di chuyển trên đường. Đặc biệt là với thiết kế rất là nhỏ gọn như này, mình dễ dàng có thể đi vào các phố rồi ngõ ngách cực kỳ đơn giản. Và hơn cả là nếu như mình phải để xe ở trong một môi trường nó khá là hẹp với nhiều các mẫu xe khác thì sự là mình dễ dàng có thể đưa mẫu xe này vào và lấy ra một cách cực kỳ đơn giản và nhẹ nhàng, không hề gặp khó khăn như những chiếc xe tay ga mà mình đã từng trải nghiệm. Khi trải nghiệm thực tế thì D3 RS và D3 Sơ mình thực sự ấn tượng bởi khối động cơ này mang lại.
Xe tăng tốc rất mượt, mình dễ dàng có thể tăng tốc mà không gặp phải hiện tượng giật xe hay rung lắc đầu xe. Như đã chia sẻ ở trên, hai mẫu xe của D3 sở hữu kích thước gọn gàng, nhờ vậy giúp mình dễ dàng di chuyển ngay cả những thời điểm đường phố đông đúc hay những ngõ ngách chật hẹp. Nhờ thiết kế của xe giúp mình có thể tự tin đỗ xe ở những nơi có chỗ đỗ hẹp mà không phải lo tìm vị trí để đỗ xe. Mặc dù cả hai mẫu xe này chỉ mang động cơ 50 phân khối, nhưng mà trong trải nghiệm thực tế thì đem lại một sự trải nghiệm rất là ấn tượng đối với mình. Mình đã rủ bạn mình cùng đi trên một tuần liền và cảm nhận lái thì thực sự là êm ái. Xe không có hiện tượng là bị gào hay là bị khó khăn khi mà mình lên ga. Và để kiểm nghiệm cho điều này thì mình cùng bạn mình di chuyển lên cây cầu Vĩnh Tuy và cầu Trương Dương và thử đi để xem thế nào. Nhưng mà cả hai mẫu xe này đều đáp ứng được nhu cầu của mình, đều chở hai người lên cầu một cách rất dễ dàng và các bạn sẽ không gặp phải hiện tượng là bị gào máy hay bị gào động cơ. Đây đều không có ở hai mẫu xe của D-Bao. Bên cạnh đó, với trọng lượng chỉ khoảng 90 cân thôi thì cả hai mẫu xe này cũng rất phù hợp với các bạn là nữ. Các bạn hoàn toàn có thể bê xe hoặc nhấc xe một cách rất là nhẹ nhàng và không gặp hiện tượng gì khó khăn như trên những mẫu xe tay ga. Kèm theo đó là với hệ thống phục trên xe thì giúp bọn mình di chuyển với một người hay hai người cũng đều rất đầm và chắc, luôn đem lại cảm giác êm ái cho mình khi di chuyển trên đường. Bên cạnh đó thì hộp số của trên D-Bao RF và D-Bao Sơ đều cũng đem lại cho mình một cảm giác rất là thoải mái. Bởi vì đa số những mẫu xe số hiện nay, các bạn khi từ số 4 muốn về số N các bạn sẽ phải đạp về sau. Nhưng đối với D-Bao Sơ và D-Bao RS, hai hộp số này thì các bạn chỉ việc đạp tiến từ số 4 là sẽ về ngay số N. Bên cạnh đó, với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vốn đã là ưu điểm của cả hai mẫu xe này thì thực sự không còn gì để chê dành cho các bạn học sinh sinh viên. Mặc dù có khá nhiều ưu điểm nhưng cả hai xe vẫn còn có vài nhược điểm nhỏ cần phải cải thiện để đem lại sự tối ưu dành cho các bạn học sinh sinh viên. Điểm đầu tiên đó chính là bản đồng hồ theo xe vẫn chưa được thu hút. Mặt đồng hồ thiết kế vẫn khá cổ điển, thiếu tính hiện đại cần có. Tổng kết lại thì cả hai mẫu xe của D-Bao đều có rất nhiều ưu điểm như là thiết kế đẹp, bắt mắt, phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Kèm theo đó là độ hoàn thiện ở mức tốt, đem đến một sự bền bỉ lâu dài giúp các bạn đỡ phải thay thế sửa chữa trong thời gian sử dụng. Ngoài điểm cộng về thiết kế thì xe vẫn đem đến một động cơ 50 phân khối phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Dù bất kể đi di chuyển trên những cung đường nào thì cũng đem đến một cảm giác thoải mái. Bên cạnh đó, với hệ thống phục theo xe thì cũng đem đến một sự bền, chắc chắn và êm ái khi chuyển ngay cả khi các bạn gặp ổ voi hay ổ gà. Như vậy thì sau chia sẻ của mình thì mẫu xe D-Bao RS với mức giá 15,79 triệu đồng là phương án lựa chọn rất tối ưu dành cho các bạn. Và mẫu xe D-Bao Sơ bên trái mình đây với mức giá 15,89 triệu đồng cũng thực sự phù hợp. Còn nếu là mình thì sao? Nếu là mình thì mình sẽ lựa chọn mẫu xe D-Bao Sơ bởi thiết kế hầm hố, thể thao, khỏe khoắn. Kết hợp theo đó là một bộ vành được sơn đem nhám ở đây với cả đường chỉ đỏ, thực sự phù hợp với các bạn nam. Và cả hai mẫu xe này đều xứng đáng với mức giá hơn 17 triệu đồng. Vậy nếu là các bạn sẽ lựa chọn mẫu xe nào trong hai mẫu xe này? Hãy để lại comment ở phía dưới để cho mình được biết nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Bye bye.